tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát điện của xe Ford Transit 2008 đến 2021. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp nha anh em nhé. Bây giờ em sẽ cùng anh em tìm hiểu sơ qua về cái máy phát này. Với cái đời máy phát nên đời này thì nó đã là dùng bu li giảm giật anh em nhé. Đây, đây là dòng bu li giảm giật này. Cái cánh quạt của nó thì được thiết kế vào phía trong. Đây là hàng liên doanh cao cấp và đã được test rất là cẩn thận trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Thông qua hình ảnh thì anh em có thể nhìn thấy được lượng đồng rất là lớn cầm trên tay cái máy phát rất là nặng. Có thể quay như này chứ không thể nhấc bổng lên cho anh em được, rất là nặng, chứng tỏ lượng đồng rất là nhiều. Lượng đồng nhiều chứng tỏ là cái máy phát rất là tốt. Máy phát được thiết kế là ba chân bắt vào động cơ, là hai chân dưới một chân trên. Đây chính là bu li này. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Đó, hai chân dưới một chân trên anh em nhé. Và đây chính là phía mặt sau của máy phát, đó chính là một dàn tiết chế này cộng IC, và đây chính là cái rắc của IC. Rắc IC của máy phát này thì đời này nó là hai rắc kim nhỏ anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy này, đây là hàng mới 100%, hàng liên doanh cao cấp và đã được test rất là cẩn thận. Máy phát thì được lắp ghép với nhau bởi hai thân phần đầu máy phát và phần đuôi bắt kết nối với nhau qua những con ốc xuyên qua thân như thế này. Đấy, cái bu li của nó thì là chạy bản BK anh em nhé. Transit thì là đa số là chạy bản BK, không như Everest hoặc Ranger. Đây anh em này, rất là trơn luôn. Đấy nhá, đấy em quay đấy, rất trơn luôn. Đó, đây phía mặt em quay sát để cho anh em nhìn này. Đó, anh em nhìn thấy không? Rất chất luôn. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của xe Ford Transit 2008 đến 2021. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Tư vấn kỹ thuật hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Số liên hệ là 085. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.